Top 5 bí mật kinh hoàng mà Disneyland cố gắng che giấu. Từ khi mở cửa lần đầu tiên vào năm 1955, Disneyland đã trở thành một trong những tượng đài biểu tượng cho tuổi thơ của trẻ em nước Mỹ nói riêng và hàng triệu du khách trên khắp thế giới nói chung, nơi mà những tưởng tượng về xứ sở thần tiên của mọi đứa trẻ sẽ được thực hiện hóa. Ấy thế mà xứ sở thần tiên ấy lại mang trong mình những bí mật vô cùng đáng sợ khiến bạn phải sởn tóc gáy mỗi khi nhắc đến đấy. Nào, hãy cùng DHT khám phá ngay top 5 bí mật kinh hoàng mà Disneyland đã cố gắng che giấu nhé! Số 1. Vụ án America Sings. Vào năm 1974, Deborah Gainstone là một cô gái 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học ở Santa Ana, California, đã trở thành nhân viên trong nhà hát American Sings. Nhiệm vụ của cô là đảm bảo cho mỗi buổi biểu diễn được vận hành một cách hoàn hảo nhất. Sự việc dần trở nên kinh hoàng khi cô gái trẻ đã rơi vào khe hở giữa trục xoay và sân khấu khi buổi biểu diễn tiếp theo sắp bắt đầu. Dù đã cố gắng la hét trong tuyệt vọng, nhưng khán giả đến xem buổi biểu diễn hôm ấy lại nghĩ rằng đó là hiệu ứng của chương trình, thế nên họ đã lờ đi. Cô gái xấu số đã liên tục bị trục xoay và bức tường nghiền nát. Cho đến khi được phát hiện thì thi thể của cô chỉ còn lại là một đống thịt vụn bầy nhầy, kinh khủng và đầy ám ảnh. 2. Quy tắc ngầm của nhân viên đóng giả chuột Mickey. Disneyland luôn là nơi đông đúc và nhộn nhịp bởi nơi đây quy tụ hàng triệu trẻ em cùng gia đình đến đây tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Vì thế mà ở mỗi khu vực đều có một nhân viên mặc đồ nhân vật hoạt hình vừa để giao lưu chụp hình với những đứa trẻ, vừa để kiểm soát tình hình trong khu vực của mình. Thế nhưng bạn có biết về một luật ngầm đáng sợ giữa những chú chuột Mickey hay chưa? Trong một khu vực chỉ có duy nhất một nhân viên đóng giả chuột Mickey đến để giao lưu với trẻ em. Tất nhiên thì nhân viên sẽ được thay ca liên tục. Thế nhưng, nếu trong khu vực xuất hiện người đóng giả chuột Mickey thứ hai thì phải nhanh chóng kiểm tra xem bộ đồ hóa trang kẻ kia đang mặc có được khoét hai lỗ để ở mắt nhìn hay không. Nếu không thì đó chính là kẻ giả mạo và yêu cầu khách tham quan không được chụp ảnh nữa. Sau đó nhanh chóng gọi tổ an ninh. Trong trường hợp kẻ giả mạo không bị ai chú ý thì nhanh chóng tìm cách dẫn nó xuống đường hầm rồi lập tức rời đi mà không được nhìn lại. Nếu không, một điều kinh khủng sẽ xảy ra, có thể sẽ khiến bạn mất ngủ vài đêm đấy. Số 3. Lâu đài ma ám ở Disneyland chứa tro cốt của người thật. Theo tờ LA Times đưa tin, nhiều năm qua, nhân viên tại Disneyland đã phải tìm cách đối phó với những du khách cố tìm cách lén đưa tro cốt của người quá cố vào lâu đài ma ám. Họ đã giải tro cốt xung quanh khu vực tham quan hoặc để cả hũ tro cốt vào trong lâu đài. Khi hành vi bị phát hiện, các nhân viên nhanh chóng cho dừng hoạt động chuyến tàu tham quan và tiến hành dùng máy hút bụi hút hết tro cốt trên đất. Nhưng nhiều người cho rằng thứ mà Disneyland cần không phải là đội ngũ nhân viên vệ sinh mà là thầy trừ tà mới đúng. Số 4. Nhân viên qua đời khi đang mặc đồ hóa trang. Ở Disneyland, những nhân viên mặc đồ hóa trang nhân vật hoạt hình để chụp ảnh và giao lưu với trẻ em đã là điều đặc trưng ở nơi đây. Thế nhưng mỗi bộ đồ hóa trang đều vô cùng nặng và nóng nực, trọng lượng có thể lên tới 15 kg. Việc mặc những bộ đồ nhân vật hoạt hình để nhún nhảy và chụp hình trong nhiều giờ khiến một số nhân viên đã qua đời vì kiệt sức. Để không gây hoang mang và hỗn loạn, các nhân viên khác đã dìu nạn nhân lên ghế để giả vờ như là họ đang ngồi nghỉ, hoặc là cho nhân viên đã tử vong úp mặt vào tường hoặc là gốc cây giống như là đang chơi trốn tìm. Sau khi kết thúc một ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra ngoài. Điều đáng sợ là trong thời điểm đó, những đứa trẻ vẫn đến và chụp ảnh với một nhân viên đã khuất. Số 5. Lời đồn về hồn ma Walt Disney vẫn còn lảng vảng bên trong nhà của mình. Căn nhà của Walt Disney được đặt trên đường Main Street tại Disneyland. Tuy cha đẻ của thế giới thần tiên đã qua đời từ rất lâu, nhưng trong nhà ông vẫn luôn sáng đèn. Không phải nhân viên bật đèn để du khách đến tham quan, mà là không thể tắt. Nếu có nhân viên nào tự tắt đèn căn nhà đi, thì một lúc sau, đèn vẫn tự động bật lại, như thể là có ai đó đang trong căn phòng. Người ta còn đồn rằng, lúc đó người nhân viên còn nghe thấy một giọng nói vang lên. Đừng quên là tôi vẫn còn ở đây nhá! Phải công nhận là thế giới luôn tồn tại những bí ẩn đáng sợ, kể cả ở nơi mà chúng ta không ngờ nhất. Sau khi xem video này, liệu bạn có còn dám đến thăm Disneyland nữa hay không? Nếu có thì hãy để lại một comment xuống dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên để lại một like, subscribe DHT để đón chờ những video thú vị hơn nữa trong tương lai.